Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì đợt này mình đi Sài Gòn về thì mình sẽ đi cập nhật các trại cá ở dòng khu vực mình nó có cá gì các bạn. Vậy tất cả các bạn xem để vài hôm mà chạy lên cá thì mình sẽ có cá chia sẻ tất cả các bạn chơi ha. Vì vậy mấy cái hồ lớn toàn cá các bạn. Đó nguyên cái khu nữa các bạn nha. Khá là nhiều cá để mình quay sơ sơ cho tất cả các bạn xem chơi ha. Coi như là một clip chia sẻ tất cả các bạn những cái mô hình như thế này khá là hay. Và mỗi đợt cá thì sẽ có nhiều dòng cá khác nhau, tại vì khi một trại làm ra thì sẽ làm nhiều dòng cá để có thể luân phiên nhau để thay đổi cái thị trường các bạn nha. Thì đây là các cái khay lớn, khay này 400 lít các bạn nha. Nuôi các dòng cá ha. Thì ở đây chuyên hai dòng cá là Beta 7 màu. Thì cập nhật cho tất cả các bạn xem, gần đây thì các trại đều thấy anh em nào cũng có dòng gồng tím cho các bạn. Bữa mình đi Sài Gòn cũng thấy gồng tím nữa nè. Cái dòng này khá là đẹp luôn các bạn. Là nó đặc trưng là cái thân nó lên full latium luôn các bạn nha. Đó. Thì dòng này về bữa trại có đi sĩ, các bạn nào cần thì có thể alo mình gửi cho các bạn ha. Giá trị thì cũng khá là mềm. Và cái cách mà nuôi cho cá sinh sản thì các bạn cứ bỏ dèo vào, và nếu mà các bạn nuôi cái diện tích mà cá đông như thế này các bạn, thì cái diện tích nước á, thể tích nước ở ngoài nó phải to và lớn nha, thì nó phải nhiều á, để cho khi mà cá sinh sản ra thì trong cái phần cơ thể của cá nó sẽ vừa đẻ ra cá con mà vừa tạo ra một cái chất nhầy á trong phần bụng của cá các bạn, thì nó sẽ làm dơ nước và nó sẽ ảnh hưởng tới các em cá khác ha. Thì đó là một cái yếu tố mà khi mà các bạn nuôi hồ sinh sản với cái mực tượng là cái diện tích nước lớn á. Đó, thể tích nước lớn thì các bạn sẽ hạn chế các cái vấn đề về rủi ro về cá sẽ lây bầm bệnh ha. Đó, thì nếu mà cho đẻ thì tầm 10 ngày thì sẽ vớt cá ra một lần và rút 50% nước của hồ này và bơm nước mới vào, thì chắc chắn một điều các bạn là các bạn sẽ luôn luôn có số lượng và cho sinh sản tốt. Đó là cách mà trại hay thường làm. Còn bên mình thì mình nuôi hồ kiến thì mình thấy con nào có bầu thì mình tách đẻ, do là cái cá mình nữa các bạn nó ít thì mình kiểm soát nó dễ hơn. Còn đây thì số lượng nó quá khủng các bạn nha, thì nó sẽ khó kiểm soát hơn. Còn các hồ cá ở đây là hồ cá Beta, thì mình biết sơ sơ các bạn nha, thì bầy này là bầy gồng vàng các bạn. Đó, thì một bầy cá nếu mà nó đói các bạn thì nó sẽ gom lại, còn bầy này thì chạy lúc nào cũng cho bổ sung thức ăn đủ á. Thì một ngày các bạn cho ăn hai cửa sáng là cửa cá, mà cửa chiều là cửa trùng. Các bạn cho ăn trùng nhiều thì cá sẽ nhanh lên cái bộ body và form ha. Các bạn thấy nè, hồ cá là một hồ này khoảng gần 1.000 em các bạn có thể ha. Đó, thì gần nghe mình nói không dốc các bạn nhìn nè, các bạn không thể đếm được hết số lượng luôn á, rất là nhiều luôn. Thì để có số lượng khủng như này thì cái lượng thức ăn và cái lượng cá giống của trại thì phải rất là nhiều. Thì một hồ cá này không phải là một bầy cá nó đẻ ra là các bạn đã có đâu, thì khoảng tầm 4-5 em cá mái đẻ ra thì các bạn sẽ có một cái bầy cá lớn như thế này. Đó, vì cái hồ nó hơi đông nên là mình sẽ phải bổ sung thêm oxy các bạn nha. Thì oxy này giúp cho cái hồ của bạn nó sẽ không có bị ngợp, và cá sườn đông thế này nó sẽ không có bị tròi mặt nước các bạn nha. Nó tròi mặt nước là kiểu như nó ngớp mặt hoài á, còn cá này nó sẽ là nó bơi theo bầy đàng hoàng hết nó, và cá rất là sung khỏe các bạn. Có những em nằm ở dưới đáy luôn, các bạn hiểu được cái mực lượng cái chất các bạn đó trong hồ á, thì oxy vẫn đủ để cung cấp đáp ứng cho tất cả em cá. Rồi đi dài khu này thì hôm giờ thì mình lâu lắm mình không có tới các bạn, thì trại đã làm những dòng cá mới. Thì hôm nay mình thấy là trại đánh vào chuyên về dòng coi nhiều hơn, đó là những dòng như là coi Red E nè các bạn. Thì dòng này là gọi là coi Red E Deep Bone. Thì vài bữa nữa trại có số lượng thì mình sẽ qua mình chia lại các bạn ha, nói chung là săn lại để chia tất cả bạn một số dòng cá. Thì từ trại xuất ra luôn là mình sẽ lấy trại mình xuất thẳng tất cả bạn luôn, là mình không có đem về nhà, thì nó sẽ dễ dàng và cá sẽ rất là khỏe. Còn các bạn có mua những nơi mà anh em mà lấy về thì dưỡng có khi chúng bị trục chặt nhẹ các bạn nha. Đó nên là vấn đề đó là vấn đề là ưu tiên hàng đầu. Ở đây thì mình sẽ thấy có một số cái hồ cá là dòng coi nữa các bạn. Dòng này là dòng wheel coi super sọt. Super sọt các bạn nhìn nè, cái con cá nè. Nó sẽ là dáng siêu ngắn các bạn nha. Đó, bơi rất đã luôn, các bạn nhìn rất tưng ha. Thì nếu mà so về sọt với super sọt á thì super sọt sẽ đẹp hơn. Super sọt là dáng rất là ngắn. Còn đây là wheel các bạn nhìn nhận hai hồ này. Một hồ này là coi đen, một hồ này wheel mà size rất tơ. Tại vì anh chủ trại anh đã tách những em cá mà đạt chất lượng nhất trong bầy ra để có thể ra những em cá như thế này. Các bạn xem nè. Mình sẽ cố gắng quay cho các bạn, dù là em ribbon các bạn ha. Mà nó dáng rất là ngắn luôn. Đó. Các bạn xem thông cảm với mình. Do nước nó hơi bắn á thì nó hơi bị mất nét nhẹ, các bạn xem nè. Đó, cá lên dáng super sọt, các bạn nhìn thấy em trống này không? Đó, lên dáng super sọt rất đẹp. Thì để có những em cá này thì cái bộ giống nó phải là super sọt các bạn. Đó, thì nó mới ra được ha. Còn đây là size khoảng tầm khoảng 3 tuần tuổi. Còn đây là size khoảng 1 tháng rưỡi nữa các bạn. Tháng rưỡi thì cá sẽ đẹp hơn, vũ hơn, tròn hơn. Các bạn xem nè. Cái bộ coi đen super sọt rất là đẹp ha. Vài hôm nữa chạy có số lượng thì mình sẽ chia vừa ren vừa ribbon chia cho tất cả bạn chơi. Một số dòng cá để mình đi đợt này rồi đi cập nhật cá, và khoảng bao lâu thì chạy sẽ xuất ra thì mình sẽ
liên hệ, mình sẽ chia sẻ với các bạn để có một cái tình hình cập nhật tốt nhất. Mình thì mình không thể chuyên tất cả các dòng cá, nên là mình sẽ có những cái dòng cá mà mình phải đi lấy thêm. Đó. Đây, đây là dòng coi đen các bạn. Super Shot nhìn rất là đẹp ha. Super Shot là một cái yếu tố do cái bộ gen quyết định các bạn nha. Nếu mà các bạn mua cái bộ gen Super Shot thì dáng sẽ ngắn, xương ngắn, và các bạn cho ăn càng nhiều thì thức ăn vào cơ thể các bạn, thì cá nó sẽ không có bị dài đòn, thì nó sẽ không phình bụng ra mà nó sẽ phình sâu xuống dưới, thì cái bộ nó sẽ ngắn lại mà nó ú tròn bo lên, thì nhìn nó rất là cưng ha. Thì một đây là một trong những dòng cá rất là dễ dàng mà chơi và nhìn rất là cưng khi mà các bạn chơi theo lâu dài. Giống như những em như thế này nè các bạn, để mình kiếm này, nó như em giúp bông như thế này, mà chỉ cần lên cái bụng căng một tí thôi, các bạn nhìn dáng rất là ngắn ha, chiêu chiêu rồi đó, thì nó rất là đẹp ha. Đây là dòng wheel coi đó, đây là đi theo bầy các bạn nha, chạy đã tách rồi các bạn nhìn rất là đẹp luôn đó. Cá này là cá tơ, thì size này là khoảng tầm tháng rưỡi nha, một tháng rưỡi, tại vì các bạn nuôi những dòng cá nào mình không biết, nhưng mà các bạn khi mà các bạn đụng tới những dòng cá sọt á, thì các bạn sẽ nuôi nó, mình nghĩ tỷ lệ nó sẽ lâu lớn hơn, do cái bộ gen nó đã được kiểu như là đã thuần rồi, nhưng mà nó là một cái bộ gen sọt thì nó sẽ lâu lớn hơn cái bộ gen bình thường đó. Mình nói trước cho các bạn vấn đề đó nha. Đây là bộ Wilcoi Super Shot đó, Super Shot các bạn nha, nhìn rất đã ha. Một hồ thế này là chiều cao, là mình nghĩ chiều cao này là khoảng 30 ha, chiều cao 30, và mực nước thì các bạn cứ để khoảng 25 là vừa đó. Thì cái hồ rất là rộng, khi mà các bạn nuôi diện tích nhiều thế này, thể tích nước nhiều thế này, thì cái vấn đề thay nước nó sẽ rất đơn giản và nó sẽ tiết kiệm tất cả các bạn. Còn đây là những em cá giống các bạn nha, cá giống này đó, các bạn xem nè đó, các bạn xem nè, tay bơi thì tay bơi đụng đuôi, tay bơi bướm đụng đuôi, mà phin si lên pê lưng nè, và dáng rất ngắn ha, các bạn nhìn rất là đã luôn ha. Đây nè các bạn, đây là những em Super Shot nè đó ha. Mình thấy em này hơi bị cưng, hơi bị đã nè. Những cái bộ gen này là quyết định là có cái đời con nó tốt hay không các bạn đó. Khi mà các bạn lựa chọn những em cá tốt thì nó sẽ có những em cá chất lượng tế ha. Còn đây là cái bầy Wilcoi Shot Big Bone Fin C nè, này đây đó. Thì những cái bầy này thì làm thì các bạn cứ cho ăn trùng nhiều tí là cái bộ nó sẽ ú tròn lúc nào cũng đẹp ha. Còn các bạn mà không có cho ăn trùng bổ sung đủ chất thì cá sẽ ốm nha. Đây nữa nè các bạn đó. Đây rất là đẹp luôn, đây là Wilcoi nha. Đó, đây là một quay sơ cái giống cho các bạn xem. Rồi, đi dài dài đi các bạn. Đây là còn một cái hồ nữa, hình như cái bộ này mình biết nè các bạn. Cái bộ này là coi đỏ nữa nè. Đó, bỏ biết bông nha các bạn. Mà được cái lên phin si đỏ nha. Đây là mấy con cá lớn hơn nè. Các bạn nhìn kỹ một tí các bạn sẽ thấy cái độ đặc biệt của nó ở cái bộ cá này. Đây là coi đỏ biết bông mà phin si, phin si được cái phần với lưng nó trên thì nó sẽ đỏ, màu đỏ luôn. Đó, thì một cái bộ cá mình thấy là hay đó. Đó. Thì chạy nhập những cái dòng cá này nè các bạn chơi các bạn sẽ không có bị chán đó. Luôn luôn có sự thay đổi cá cho nhiều anh em sĩ, và những anh em nào mà cần cá đẹp và chất lượng đó, thì sẽ có liên tục và cập nhật ha, để không bị kiểu như là không bị lạc hậu á, thì chạy sẽ làm ra và sẽ tích lũy và sẽ đầu tư thêm bằng cách là nhập cái giống các bạn đó. Và đây là qua đây cái khu này mình rất là thích luôn, do là cái khu này là cái khu mà mình thấy là từ xưa á là mình đã thích cái dòng cá này rồi, nên là bây giờ mình vẫn đam mê ha. Đây là cái dòng cá coi Dead Air đó, coi Dead Air nè các bạn thấy nè, số lượng hiện tại là rất là khủng luôn các bạn, khủng luôn ha. Một cái hồ thế này mình quay, cố gắng quay cho các bạn xem nè đó, một cái hồ coi Dead Air số lượng khủng khiếp luôn các bạn. Một cái bầy cá như thế này mà các bạn muốn nuôi tốt thì các bạn có thay nước thường thôi, cái hồ coi Dead Air không cần oxy vẫn nuôi được nha. Một số bạn hỏi là nuôi cá coi Dead Air hoặc là các dòng cá bé màu có cần oxy hay không, thì các bạn không cần oxy vẫn được, mà các bạn nuôi hồ rộng tí mình là ok hết nha. Đây dòng coi Dead Air, hồi xưa giờ mình chưa thấy dòng cá bé màu nào mà không có oxy là sẽ chết đó, nhưng mà các bạn nuôi cái mực lượng nó bao nhiêu thì nó sẽ đạt ha, nó đạt cái chất lượng á. Đây là những dòng coi Dead Air bên mình, quay cho các bạn xem nè. Thì hiện tại bên mình vẫn có cung ứng dòng này, thì size nó tròn ha, nên khi mà size đủ thì mình mới xuất ra, thì giá tầm 150 một cặp cho tất cả bạn chơi dòng coi Dead Air ha. Đơn hàng từ 300 ngàn thì mình sẽ free ship cho tất cả bạn nữa. Đi dài khu mà này nữa các bạn, đó cá con nè. Thì chạy thì sẽ có một số dòng cá nó phải đạt chất lượng thì mới xuất ra, nên là những hồ cá mà chưa đạt chất lượng thì chạy cứ nuôi hoài các bạn. Và việc thứ hai là các bạn nuôi lâu á, thì cái việc tách chống máy cũng là một vấn đề quan trọng ha. Đó, hai cái hồ này là hai cái hồ chống hoặc hồ máy nè các bạn, tách ra riêng, tách ra nó sẽ chống sẽ không dí máy và nó sẽ tập trung ăn hơn và sẽ tập trung bơi nhiều hơn, thì con cá chống sẽ đẹp và nó bung và nhanh xuất ra thị trường. Đó là cái vấn đề tách chống máy. Đi dài dài trên này nữa các bạn đó,
đi dài là dòng Abiretro. Abiretro các bạn. Đó, giá này thì mình đang bán có 100k cặp. Đó, cho tất cả bạn chơi cái dòng này. Cá thì quá là đẹp luôn các bạn, có những con Abiretro sọc luôn nè. Quá nhiều cá luôn. Hôm nay là mình đi khoảng một tháng mình quay lại chạy mình cập nhật tình hình đó, nên là cá nó quá là ok luôn. Rồi video này thì cũng khá là dài các bạn, thì xin chúc tất cả bạn xem video vui ha. Những cái đợt sau thì mình sẽ cập nhật cá nhiều hơn, thì chạy có dòng gì thì mình sẽ cập nhật dòng đó cho các bạn chơi ha. Cần cá thì alo mình qua số điện thoại Zalo, thì bên chạy vẫn có đi sĩ, nhưng mà mình hợp giá với nhau mà hợp túi tiền với nhau thì có thể chốt đơn ha. Rồi xin chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe nha, và xem video mình thật là vui và thú vị ha. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một video gần nhất. Cuối video Đức xin chia sẻ với tất cả các bạn những loại thức ăn và thuốc trị bệnh cho cá và cực kỳ ok cho tất cả các bạn nuôi cá tại nhà đó. Thì đầu tiên là cảm thấy thì từ nhu cầu cơ bản đến nâng cao, anh em nào cũng cần sức khỏe cho cá là phải có thức ăn ha và thuốc trị bệnh. Thì Đức xin chia sẻ với các bạn là cám thái là loại này là 30k/50g, và tiếp tục là cám trộn T10 giá là 60, đó gồm mix 10 thành phần mix lại với nhau là 50g luôn các bạn, để cho tất cả các loại cá cảnh, cá con, cá lớn, cá ăn đều được hết ha. Và tiếp tục đây là Artemia sấy khô, thì loại này thì các bạn cho ăn trực tiếp vào hồ với mình nha. Thì hũ này là 50g, thì cho ăn với lượng vừa phải đó các bạn ha. Đó, thì ăn trực tiếp vào hồ cho ăn lượng vừa phải thì cái loại này thì sấy khô rồi, cho ăn trực tiếp nha. Và loại này là loại đặc biệt bên Đức ha, là loại Artemia đó, Mỹ ấp nở. Thì loại này cho cá từ 2 ngày tuổi ăn, thì giúp cho cá tính 7 ngày tuổi sẽ ăn rất là sung khỏe và lớn ha. Thì đến độ tuổi đó thì các bạn có thể cho ăn được cánh thái nè, bo bo nè, trùng chỉ nè, để giúp cho cá nhanh tăng size hơn. Và tiếp tục khi mà các bạn mà gặp những vấn đề về trục trặc thời tiết mà bị bệnh á, và vấn đề không mong muốn á, thì đây là combo Antiset và Barakiu. Thì Antiset này á, thì giúp cho cá là trị bệnh túm lắc lừ đừ này ha, còn Barakiu là trị bệnh ký sinh trùng và nấm trắng nha các bạn ha. Và đây là một sản phẩm mới và hot trên thị trường nữa, đó là Luca 999 và Tứ Quý 9. Thì hai cái loại này nó đều công dụng như nhau, nhưng mà nó khác nhau về cái liều lượng và các bạn ha, nồng độ ha. Đây là Luca 999 là một giọt cho 10ml nước, còn cái kia Luca Tứ Quý 9 á thì là một giọt cho 1ml nước các bạn nha, giúp cho cá các bạn có thể thoát khỏi tình trạng là ký sinh trùng và nấm và những cái bệnh ngoài da mà đặc biệt các bạn ha, và chỉ rất là nhiều bệnh luôn đó, sát trùng thức ăn rất là ok các bạn ha. Đó thì đây là những sản phẩm cơ bản về thuốc ha. Rồi tiếp tục là những cái bộ phận của cái bộ áp Artemia, đó là máy oxy này các bạn, và bộ áp ha, bộ áp đề 30 còn máy oxy 55. Và tiếp tục là khi mà các bạn gặp vấn đề tiêu hóa thì bác cộng ha. Và xin chúc tất cả các bạn sẽ lựa thật nhiều cá và thức ăn phụ kiện nha.